Chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sahan, kênh tổng hợp tin tức về những ngôi sao K-pop. Và như thường lệ, ngay sau đây sẽ là những tin tức tổng hợp thú vị có trong ngày hôm nay. Vào sáng ngày hôm nay 24 tháng 2 thì Dispatch đã tung thông tin chấn động, Jiragun của Big Bang đang hẹn hò với Jennie của Blackpink. Được biết thì cặp đôi đã hẹn hò được hơn 1 năm, Dispatch đã săn được loạt ảnh cặp đôi hẹn hò bí mật tại căn penthouse cao cấp của Jiragun ở Hanam Dong, Seoul. Theo Dispatch thì đây là chuyện không bí mật, trong nội bộ YG đều biết và trợ lý đã giúp cả hai hẹn hò bí mật. Cặp đôi luôn hẹn hò tại nhà Jiragun, Jennie luôn hoàn thành lịch trình, đến nhà đàn anh rồi trở về. Quản lý của Jennie chịu trách nhiệm đưa đón nữ idol, đôi khi quản lý của Jiragun cũng làm việc này. Cặp đôi quen biết nhau từ năm 2012, Jennie đã đóng vai chính trong MV của Jiragun và thậm chí là biểu diễn với đàn anh từ khi chưa debut. Thế nhưng phải đến năm ngoái, tin đồn hẹn hò của cặp đôi mới xuất hiện khi Jiragun bất ngờ tới thăm trường quay MV của Blackpink. Việc trưởng nhóm Big Bang xuất hiện được cho rằng không chỉ là động viên hậu bối mà còn vì tình cảm riêng dành cho Jennie. Dispatch đã theo dõi cặp đôi và chụp được khoảnh khắc Jennie rời khỏi nhà của Jiragun vào sáng sớm ngày 31 tháng 1, ngày diễn ra concert online The Show của Blackpink. Xe của nam idol cũng đỗ ở gần nơi diễn ra concert. Một nguồn tin thân cận tiết lộ ở YG Entertainment có khá nhiều người biết cặp đôi hơn kém nhau 8 tuổi đang hẹn hò. Thậm chí thì mẹ của rapper Hắc Hương cũng biết về mối quan hệ này và khá hài lòng với trưởng nhóm Big Bang. Dispatch khẳng định cặp đôi đang hẹn hò và dân tình đang nín thở ngóng chờ phát ngôn chính thức của YG Entertainment. Và cho đến thời điểm này thì YG cũng đã chính thức phản hồi về tin đồn hẹn hò này. Công ty chủ quản của cặp đôi cho hay, chúng tôi không thể xác minh bất cứ điều gì liên quan đến tin đồn hẹn hò của Jiragun và Jennie vì đây là chuyện riêng tư của nghệ sĩ. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Sahan và nhớ đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!